Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình khám phá này, tôi muốn cùng bạn đắm mình trong một thế giới rộng lớn hơn những gì chúng ta thấy hàng ngày, thế giới của vũ trụ. Khi tôi nói về vũ trụ, tôi không chỉ đơn thuần đề cập đến những vì sao xa xôi hay các thiên hà bí ẩn. Vũ trụ, trong câu chuyện của chúng ta, là một tổng hòa của những năng lượng vô hình, những lực mạnh mẽ và một trí tuệ vĩ đại vượt xa tầm hiểu biết hạn hẹp của con người. Vũ trụ là nơi những điều kỳ diệu được sinh ra, là nơi chúng ta tìm thấy sự dẫn dắt, hỗ trợ và kết nối với một bản thể cao hơn. Dù bạn thuộc tôn giáo nào, theo đuổi triết lý sống nào, vũ trụ vẫn luôn ở đó, sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón bạn. Mỗi người chúng ta đều có cách riêng để cảm nhận và giải mã những thông điệp mà vũ trụ gửi gắm. Và tôi hy vọng rằng, hành trình hôm nay sẽ giúp bạn khám phá ra cách riêng của mình. Bạn có biết rằng, vũ trụ luôn âm thầm hỗ trợ bạn trên mọi nẻo đường? Giống như một người bạn đồng hành tận tụy, vũ trụ không ngừng gửi đến bạn những dấu hiệu, những lời nhắc nhở đầy yêu thương. Có thể là một linh cảm bất chợt mách bảo bạn rẽ trái thay vì rẽ phải, một cuộc gặp gỡ tình cờ mở ra cánh cửa cơ hội mới, hay thậm chí là một thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng lại giúp bạn khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Thế nhưng, cuộc sống bộn bề đôi khi khiến chúng ta trở nên không nghe và không thấy trước những tín hiệu quý giá này. Khi tâm trí bạn bị nhấn chìm trong những lo toan, muộn phiền, những thông điệp tinh tế của vũ trụ sẽ bị bỏ lỡ. Vũ trụ luôn muốn trao cho bạn những điều tốt đẹp nhất, những món quà tuyệt vời nhất, nhưng đôi khi, chính chúng ta lại vô tình từ chối những món quà ấy. Có thể là do sự nghi ngờ, nỗi sợ hãi, hoặc đơn giản là chúng ta không tin rằng mình xứng đáng được nhận. Chúng ta khước từ những cơ hội, những thay đổi tích cực vì chúng ta quá quen thuộc với vùng an toàn của mình, với những suy nghĩ tiêu cực đã ăn sâu vào tiềm thức. Vũ trụ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng cố gắng kết nối với bạn. Nhưng bạn có đang lắng nghe không? Bạn có sẵn sàng mở lòng đón nhận những điều kỳ diệu mà vũ trụ dành cho bạn? Hãy nhớ rằng, vũ trụ luôn ở bên bạn, sẵn sàng hỗ trợ bạn trên hành trình khám phá bản thân và chinh phục những ước mơ. Đừng để những lo lắng, sợ hãi ngăn cản bạn đón nhận những điều tốt đẹp mà vũ trụ đã sắp đặt. Hãy mở rộng trái tim, lắng nghe những tín hiệu mà vũ trụ gửi đến và tin tưởng rằng bạn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Vũ trụ muốn bạn chậm lại, thanh lọc tâm trí và cởi mở với sự hướng dẫn và hỗ trợ của nó. Khi bạn bắt đầu chú ý, bạn sẽ thấy vũ trụ đang ở bên bạn nhiều như thế nào, sẵn sàng hướng dẫn bạn đến một cuộc sống tốt đẹp và viên mãn hơn. Dưới đây là những tín hiệu thiết yếu nhất mà vũ trụ gửi đến bạn để chỉ đường cho bạn. Hãy lắng nghe cẩn thận. 1. Vũ trụ giao tiếp với chúng ta bằng một ngôn ngữ tinh tế mà đầy sức mạnh, ngôn ngữ của thành công và thử thách. Khi bạn đang đi đúng hướng, vũ trụ sẽ hào phóng ban tặng những nguồn lực, cơ hội và sự thịnh vượng. Thành công và sự dễ dàng chính là những lời khẳng định, những cái ôm ấm áp của vũ trụ, cho bạn biết rằng bạn đang trên con đường đúng đắn. Nhưng khi bạn lạc lối, vũ trụ sẽ nhẹ nhàng kéo bạn trở lại bằng những thử thách, sự trì trệ, thất bại, hay những cánh cửa đóng chặt không phải là sự trừng phạt, mà là những lời thì thầm đầy yêu thương, nhắc nhở bạn rằng có lẽ đã đến lúc thay đổi hướng đi. Tuy nhiên, cái tôi của chúng ta đôi khi lại trở thành rào cản. Nó khiến chúng ta cố chấp bám víu vào những mối quan hệ, công việc hay dự án đã không còn phù hợp, chỉ vì không muốn thừa nhận thất bại. Chúng ta tiếp tục đập vào những cánh cửa đã đóng, hy vọng rằng một ngày nào đó chúng sẽ mở ra, mà không nhận ra rằng vũ trụ đang cố gắng chỉ cho chúng ta một con đường khác, một con đường tốt đẹp hơn. Hãy lắng nghe những thông điệp của vũ trụ. Nếu bạn liên tục gặp phải trở ngại, nếu mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả, hãy dũng cảm buông bỏ và tìm kiếm một hướng đi mới. Đừng sợ hãi sự thay đổi, hãy tin tưởng rằng vũ trụ đang dẫn dắt bạn đến những điều tuyệt vời hơn. Khi bạn sẵn sàng từ bỏ những gì không thuộc về mình, bạn sẽ mở ra không gian cho những cơ hội mới, những trải nghiệm mới, phù hợp hơn với con người thật sự của bạn. Hãy nhớ rằng, vũ trụ luôn muốn điều tốt nhất cho bạn. Hãy để sự thông thái của vũ trụ dẫn đường, và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực trên hành trình của mình. 2. Một dấu hiệu khác mà vũ trụ gửi đến là thông qua những rung cảm tốt và xấu. Vũ trụ muốn bạn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết để bạn có thể xuất sắc trong những gì bạn phải làm. Khi bạn đi đúng hướng, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời và có động lực một cách tự nhiên, ngay cả khi bạn đối mặt với những thử thách.
Năng lượng tích cực này thúc đẩy sự kiên trì của bạn và cho phép bạn đạt được sự xuất sắc thay vì bằng lòng với sự tầm thường. Cứ như thể vũ trụ đang tiếp thêm sức mạnh cho bạn, khiến những nỗ lực của bạn trở nên nhẹ nhàng và bổ ích hơn. Khi bạn phù hợp với mục đích thực sự của mình, bạn tìm thấy niềm vui trong hành trình và những trở ngại bạn gặp phải trở nên dễ quản lý, thậm chí là truyền cảm hứng, bởi vì bạn đam mê những gì bạn đang làm. Mặt khác, vũ trụ mong muốn ban phước cho bạn với những kết quả tốt nhất có thể, đồng thời giảm thiểu sự hao tổn về mặt cảm xúc, tinh thần và thể chất cho bạn. Khi bạn bắt đầu cảm thấy lười biếng, trì hoãn hoặc không có động lực, đó là dấu hiệu cho thấy bạn không phù hợp với tiếng gọi thực sự của mình. Các nhiệm vụ đòi hỏi quá nhiều sức mạnh ý chí để hoàn thành thường là một gợi ý rằng bạn đang ép buộc bản thân đi theo một con đường không phù hợp với mình. Sự sai lệch này có thể dẫn đến cảm giác thất vọng, kiệt sức và bất mãn. Vũ trụ giao tiếp thông qua những rung cảm thấp này, khuyến khích bạn xem xét lại hướng đi của mình và tìm một con đường cộng hưởng sâu sắc hơn với con người thật của bạn. Lời khuyên ở đây là hãy chú ý đến những gì khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sống động. Những hoạt động này có thể phù hợp với con đường thực sự của bạn. Khi bạn tham gia vào các nhiệm vụ mang lại cho bạn sự nhiệt tình và sức sống, bạn có nhiều khả năng đi đúng hướng. Ngược lại, nếu điều gì đó khiến bạn cảm thấy buồn tẻ, kiệt quệ hoặc đòi hỏi phải đấu tranh không ngừng để duy trì sự quan tâm và nỗ lực, thì có lẽ nó không dành cho bạn. Hãy tin tưởng vào cảm xúc của bạn như một hướng dẫn để tìm ra con đường đúng đắn trong cuộc sống. Khi bạn làm theo những gì tiếp thêm sinh lực cho bạn, bạn có nhiều khả năng tìm thấy sự thỏa mãn, thành công và niềm vui trong những nỗ lực của mình. 3. Vũ trụ luôn thì thầm với bạn. Hãy lắng nghe những tín hiệu từ sâu thẳm tâm hồn, để chúng dẫn lối bạn đến với tiếng gọi đích thực. Và trong muôn vàn tín hiệu ấy, có một dấu hiệu đặc biệt rõ ràng và mạnh mẽ, cơn đói của tâm hồn. Đôi khi, bạn bắt gặp một điều gì đó, một ai đó, hay một hoạt động nào đó khiến tâm hồn bạn bừng lên một cơn khát khao mãnh liệt. Không phải cơn đói của thể xác, mà là một sự thôi thúc sâu sắc từ bên trong, một sức hút không thể cưỡng lại đối với một người, một nơi, một hoàn cảnh hay một đam mê cháy bỏng. Đó là lúc bạn cảm thấy mình thật sự sống động, tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Đó chính là tín hiệu rõ ràng nhất từ vũ trụ, rằng bạn đang đi đúng hướng. Như thể vũ trụ đang thì thầm vào tai bạn, chỉ dẫn bạn đến một điều gì đó vô cùng quan trọng, một điều gì đó cộng hưởng với mục đích sống của bạn. Cơn đói tâm hồn này không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng khi nó đến, bạn sẽ không thể nhầm lẫn. Nó báo hiệu một cơ hội quý giá, một cánh cửa đang mở ra, nhưng cũng có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Vũ trụ đang thúc giục bạn nắm bắt cơ hội này, bởi nó sẽ không chờ đợi mãi mãi. Khi bạn cảm nhận được sự thôi thúc mạnh mẽ ấy, hãy lắng nghe và hành động. Tâm hồn bạn đang nhận ra một điều gì đó có ý nghĩa sâu sắc, một điều có thể mang lại cho bạn niềm vui và sự viên mãn đích thực. Tâm hồn bạn như cánh chim đại bàng, có thể nhìn xa hơn và biết rõ con đường phía trước. Hãy tin tưởng vào tiếng nói của tâm hồn mình. Đừng phớt lờ cơn đói, sự thôi thúc ấy. Hãy đón nhận nó, hành động theo nó, và vững tin rằng vũ trụ đang dẫn dắt bạn đến với sứ mệnh của đời mình. 4. Vũ trụ cũng giao tiếp thông qua những ý tưởng lóe sáng bất chợt. Ngôn ngữ của vũ trụ là tình yêu, giúp bạn dễ dàng giao tiếp với vũ trụ hơn khi bạn tham gia vào một thứ gì đó bạn yêu thích, chẳng hạn như một sở thích. Trong những khoảnh khắc đó, bạn hòa hợp với vũ trụ và bạn nói cùng một ngôn ngữ, tình yêu. Sự liên kết này thường dẫn đến những ý tưởng tuyệt vời bất chợt, những khoảnh khắc Eureka dường như đến từ hư không. Những ý tưởng này là cách vũ trụ hướng dẫn bạn, chỉ cho bạn những con đường và cơ hội mới. Khi bạn nhận được những ý tưởng này, dù chúng có vẻ điên rồ đến đâu, điều quan trọng là phải làm theo chúng. Hành động dựa trên những nguồn cảm hứng này có thể lấp đầy cuộc sống của bạn bằng những sự đồng bộ, những điều tình cờ, những phép màu và cơ hội. Bạn có thể thấy rằng mọi thứ bắt đầu vào đúng vị trí và bạn gặp đúng người, đúng hoàn cảnh vào đúng thời điểm. Đây là vũ trụ đang làm việc với bạn, đáp lại sự liên kết của bạn với tình yêu và niềm đam mê. Lời khuyên ở đây là hãy làm theo trực giác của bạn và mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy tin tưởng vào những nguồn cảm hứng và ý tưởng bất chợt đến với bạn khi bạn đắm chìm trong những gì bạn yêu thích. Chúng là cách vũ trụ hướng dẫn bạn đến một cuộc sống tràn ngập niềm vui, mục đích và những phước lành bất ngờ. Khi bạn lắng nghe trái tim mình và hành động theo những thúc giục trực quan này, bạn sẽ mở ra cho mình một thế giới của những khả năng có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo những cách đẹp đẽ và bất ngờ.
năm, vũ trụ không chỉ giao tiếp qua thành công hay thử thách, mà còn thông qua giá trị bạn nhìn thấy trong mỗi hành động. Khi bạn làm việc chỉ vì tiền bạc, dù thành công đến đâu, sâu thẳm trong bạn vẫn vang lên một tiếng nói nhỏ bé, điều này thật vô nghĩa. Cảm giác trống rỗng ấy dần dần ăn mòn giá trị bản thân, khiến bạn cảm thấy mình cũng tầm thường và vô nghĩa như chính công việc bạn đang làm. Mặt khác, nếu bạn cống hiến hết mình cho một điều gì đó có ý nghĩa, ngay cả khi nó kiếm được ít tiền hơn, bạn sẽ cảm thấy mình có giá trị vì bạn đang làm một điều gì đó mà bạn cho là hữu ích và quan trọng. Hiệu ứng tích cực này khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân và công việc của mình, dẫn đến cảm giác về giá trị bản thân và sự thỏa mãn. Giá trị bạn đặt vào các hoạt động của mình chuyển thành cách bạn đánh giá bản thân. Khi bạn tham gia vào công việc mà bạn yêu thích và thấy có ý nghĩa, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác về mục đích và sự hài lòng mà tiền bạc không thể mang lại. Lời khuyên ở đây là hãy thay đổi quy trình lựa chọn mục tiêu của bạn từ việc tập trung vào những gì có lợi hoặc không có lợi thành những gì được yêu thích hoặc không được yêu thích. Ưu tiên các hoạt động và mục tiêu cộng hưởng với tâm hồn bạn và mang lại cho bạn niềm vui và sự thỏa mãn. Khi bạn chọn làm những gì mình yêu thích, bạn sẽ điều chỉnh bản thân phù hợp với các tín hiệu của vũ trụ, dẫn đến một cuộc sống có ý nghĩa và thỏa mãn hơn. Cảm giác về giá trị bản thân và hạnh phúc của bạn sẽ tự nhiên theo sau khi bạn theo đuổi những gì bạn thực sự coi trọng và yêu thích. 6. Những niềm tin cũ kỹ, lỗi thời giống như những chiếc lồng vô hình, giam cầm tâm hồn bạn, ngăn cản bạn trải nghiệm trọn vẹn những điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng. Vũ trụ không ngừng thúc giục bạn khám phá, học hỏi và phát triển. Khi thực tế xung quanh mâu thuẫn với những gì bạn tin tưởng, đó chính là dấu hiệu vũ trụ đang mời gọi bạn bước ra khỏi vùng an toàn, nhìn nhận thế giới bằng một lăng kính mới. Đừng xem những khoảnh khắc nhận ra này là thất bại, mà hãy xem chúng như những cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành của bạn. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng biến đổi, và chúng ta cũng cần thay đổi để thích nghi và phát triển. Bám víu vào những niềm tin cũ kỹ chỉ khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ, bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời ở hiện tại. Vũ trụ khuyến khích bạn không ngừng điều chỉnh mục tiêu và đam mê của mình, để chúng luôn phù hợp với thực tế cuộc sống. Hãy dũng cảm từ bỏ những niềm tin đã lỗi thời, mở lòng đón nhận những quan điểm mới mẻ, phù hợp hơn với những trải nghiệm và hiểu biết của bạn ngày hôm nay. Khi bạn sẵn sàng thay đổi, bạn sẽ tìm thấy sự đồng điệu với vũ trụ, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn, bạn sẽ không còn cảm thấy mình đang chiến đấu với cuộc sống, mà đang cùng vũ trụ kiến tạo nên một hành trình đầy ý nghĩa. Hãy mở rộng tâm trí, không ngừng đặt câu hỏi và tìm kiếm những câu trả lời mới. Bằng cách đó, bạn cho phép bản thân phát triển, thích nghi và luôn đồng hành cùng sự dẫn dắt của vũ trụ. Sự kết nối này sẽ mang lại cho bạn sự rõ ràng, mục đích và một cảm giác viên mãn sâu sắc trên mỗi bước chân bạn đi. 7. Cuối cùng, vũ trụ giao tiếp thông qua những vấn đề nhỏ, thường phát sinh khi bạn muốn bắt đầu một điều gì đó mới. Mọi người thường nói rằng những vấn đề này là cách vũ trụ kiểm tra quyết tâm của bạn, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Vũ trụ nhân từ và gửi cho bạn những vấn đề nhỏ này không phải để thử thách bạn mà là để giúp bạn xây dựng sự tự tin và cảm thấy có năng lực. Bằng cách giải quyết những vấn đề này, bạn có được sự chắc chắn và nhận ra rằng bạn là người phù hợp cho hành trình này. Cuộc sống là sự pha trộn giữa trật tự và hỗn loạn, ngọt ngào và cay đắng, cũng giống như có những thành công và khoảnh khắc vui vẻ, cũng có những thử thách và thất bại. Những vấn đề này là cần thiết để cân bằng những thành tựu của bạn, đảm bảo rằng hành trình của bạn luôn năng động và phong phú. Nếu cuộc sống chỉ suôn sẻ và dễ dàng, nó sẽ trở nên trì trệ và không có gì truyền cảm hứng. Sự hiện diện của các vấn đề làm tăng thêm chiều sâu và sức sống cho con đường của bạn, ngăn không cho nó trở thành ngõ cụt. Vũ trụ không chỉ đơn thuần dẫn dắt bạn đến đích, mà còn muốn tôi luyện bạn thông qua hành trình. Chính trong quá trình này, sự trưởng thành và chuyển hóa mới thực sự diễn ra, và không có quá trình nào lại thiếu vắng những thử thách. Hãy đón nhận những khó khăn nhỏ bé trên đường đi với một tâm thế cởi mở, hiểu rằng chúng là một phần trong kế hoạch của vũ trụ để giúp bạn phát triển và mạnh mẽ hơn. Bằng cách đối mặt và vượt qua những thử thách này, bạn sẽ tiến hóa và trở nên sẵn sàng hơn cho chặng đường phía trước. Hãy tin tưởng vào hành trình và hiểu rằng vũ trụ không chỉ hướng bạn đến đích đến mà còn thông qua một quá trình biến đổi làm phong phú thêm cuộc sống của bạn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá 7 dấu hiệu mà vũ trụ đang gửi đến bạn. Hãy nhớ rằng, vũ trụ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn bạn trên hành trình cuộc sống.
Đừng quên lắng nghe những tín hiệu tinh tế này để bạn có thể sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn nút thích và chia sẻ để lan tỏa những thông điệp tích cực đến với mọi người. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.